cá chép hóa rồng, tiền bạc ùa về. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch, được thần tài ban lộc lớn, cải vận phát tài, đổi đời giàu sang, hưởng phúc tới già. Vâng, quý mệnh chủ tuổi Mậu Tuất kính mến, cuộc sống là một chặng đường dài vô tận, đầy thử thách và khó khăn. Những người lớn tuổi như Mậu Tuất có thể cảm thấy lo lắng vì không biết phải làm gì để tiếp tục bước trên con đường này. Những mệt mỏi, bệnh tật và sự mất mát của bạn bè khiến bản mệnh không khỏi bất an và lo sợ về tương lai. Từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, tuổi Mậu Tuất nhờ ăn ở hiền lương, đức năng thắng số mà được thần tài ban cho lộc lớn, bù đắp lại những mất mát phải gánh chịu suốt thời gian qua. Những cơ hội vàng sẽ đến với mệnh chủ, giúp bạn tìm thấy hướng đi phát tài và bình an suốt quãng đời còn lại. Cuộc sống của Mậu Tuất sẽ trở nên giàu có và may mắn trên nhiều lĩnh vực, công danh sự nghiệp vững vàng, gia đạo bình an, sức khỏe thần kỳ, mọi điều viên mãn. Vậy những cơ hội nào sẽ đến với người tuổi Mậu Tuất? Mời các bạn xem video ngay sau đây để biết thêm chi tiết. Trước khi đến với phần luận giải tử vi chi tiết của cô bác tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, quý cô bác hãy cùng Minh Đường tử vi điểm qua đôi nét về tính cách người tuổi Mậu Tuất, có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Người tuổi Mậu Tuất thường thành thực, trung hậu và có hiểu biết rộng. Đây còn là người có tinh thần chính nghĩa, không ngại khó khăn khi giúp đỡ mọi người, cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân nếu cần thiết, và vì vậy họ được nhiều người tin tưởng yêu mến. Họ cũng có khả năng chịu đựng khó khăn gian khổ. Khi xác định được mục tiêu, họ sẽ tiến lên không ngừng nghỉ. Họ có khả năng hợp tác với người khác để làm nên sự nghiệp chung. Mậu Tuất là người có năng lực làm việc, nhưng họ không phải là người có tài ăn nói. Họ cũng là người không giữ yên lặng trong thời gian dài. Tuy nhiên, vì không có khả năng biểu đạt, nên họ thường chỉ có thể nói ra rất thẳng thắn ý kiến của mình về mọi việc. Nếu không làm được như vậy, họ sẽ cảm thấy rất cô độc. Nữ giới tuổi Mậu Tuất thường có tính cách khá mạnh mẽ, không thích hợp với vai trò nội trợ trong gia đình. Nếu được sao tốt tương trợ, họ sẽ hưởng phúc đức tốt, tốt số và có thể sẽ được giàu sang. Nếu không được sao tốt tương trợ, tuy họ có được danh tiếng tốt, nhưng thường không ổn định, nguyện vọng và kế hoạch đã định ra sẽ khó mà thực hiện được. Người tuổi này có tính tình ôn hòa, mềm dẻo, dễ gần nhưng nhiều khi yếu đuối, nhu nhược, thiếu đi cá tính và màu sắc của bản thân. Khi tiếp xúc ta thấy họ dễ gần, dễ mến, nhân hậu lịch thiệp, mong ước có một cuộc sống giản dị bình thường, nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Mậu Tuất muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Ngoài ra, tuổi Mậu Tuất có tinh thần đoàn kết với những người xung quanh, là những người giỏi ngoại giao, hay giúp đỡ người khác, nên họ rất được lòng anh em bạn bè. Họ giữ gìn sự đoàn kết như bảo vệ con người trong mắt mình vậy. Dứt khoát và quyết đoán là phong cách hành động thường thấy ở người tuổi Mậu Tuất. Khi cân nhắc các vấn đề quan trọng trong cuộc sống, họ sẽ dùng đến lý trí thay vì tình cảm. Họ tự tin với kỹ năng và kiến thức của bản thân, nên sẽ không ngần ngại đưa ra những quyết định mạo hiểm. Lòng tự tôn của những người tuổi Mậu Tuất rất cao, nên họ không bao giờ dựa dẫm vào người khác. Trên thực tế, đặc điểm tính cách này là con dao hai lưỡi, khiến họ trở thành những kẻ sĩ diện. Những người tuổi này rất quan tâm tới cái nhìn của người khác đối với bản thân mình, nên hành động của họ đôi khi sẽ bị chi phối bởi dư luận đám đông. Nhược điểm trong tính cách của những người tuổi Mậu Tuất là tính háo thắng bốc đồng. Để gây ấn tượng với người khác, họ thậm chí còn dám phóng đại tài năng của bản thân một cách khoa trương. Đối thủ của họ có thể dễ dàng lợi dụng yếu điểm này, khiến họ phải nhận lấy thảm bại nặng nề. Để tránh rơi vào bẫy của kẻ thù, họ cần phải học cách giữ tâm trí tỉnh táo trước những lời thách thức. Người tuổi Mậu Tuất quen được sống trong sự ngưỡng mộ của mọi người, nên đôi khi sẽ tỏ ra kiêu ngạo, ngạo mạn. Chính vì thế họ sẽ coi thường những lời khuyên bảo của mọi người xung quanh. Họ chỉ thích ra lệnh mà không bao giờ muốn nghe sự chỉ huy của người khác. Sự ương ngạnh này sẽ khiến họ tự đẩy bản thân vào hoàn cảnh không lối thoát. Khiêm tốn là đức tính mà người tuổi Mậu Tuất nhất định phải rèn luyện nếu muốn có được thành công bền vững. Tiếp theo, xin mời quý cô bác đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện chính của con giáp tuổi Mậu Tuất từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Về phương diện công danh sự nghiệp, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Theo dõi tử vi tháng 5 dương lịch năm 2024 của 12 con giáp,
tài chính của người tuổi Mậu Tuất trong tháng mới mở ra nhiều cơ hội hay ho mà bản mệnh cần giữ thời gian nghiên cứu tìm hiểu. Đó là cách để bạn có thể có quyết định sáng suốt nhất với tiền bạc của mình. Vì thế không nên vội vàng làm gì. Lục Bạch bay về phương Đông Bắc, bản mệnh có cơ hội phát tài nhỏ, nhất là với ai làm trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng hoặc kim loại. Nhiều người đã tiết kiệm đủ tiền mua nhà đất trong thời gian này và bạn đang trong thời gian tìm hiểu và xuống tiền. Hãy tập hợp thật nhiều thông tin để bạn có thể hiểu rõ tình hình khu vực mình cần mua nhé. Những ai đang có ý định ấp ủ khởi động công việc kinh doanh một lĩnh vực mà bạn hiểu rõ và nhiều đam mê thì nên tiến hành ngay nhé. Nếu bạn đang theo đuổi những cái đích của mình với toàn bộ nỗ lực và quyết tâm, bạn sẽ biến những giấc mơ tưởng chừng xa vời nhất trở thành hiện thực. Bản mệnh hoàn toàn có khả năng trong lĩnh vực của mình. Nhưng đừng chỉ dừng lại việc tập trung cho bản thân. Nếu có thể hãy hỗ trợ cho việc kinh doanh làm ăn của những người khác nữa nhé. Về phương diện tài lộc, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch, những người tuổi Mậu Tuất đều là những người có đầu óc tính toán cẩn thận, cần mẫn và chắc chắn. Họ thường có thể đạt được ước mơ của mình thông qua nỗ lực của bản thân. Đặc biệt người tuổi này tài năng nhưng lại không thích phô trương. Chỉ tới một thời điểm nhất định nào đó, bạn mới thấy họ tỏa sáng. Mậu Tuất sống chân thành và cũng được nhận lại những điều tốt đẹp. Có thể nói họ là điển hình của những người chỉ cần sống tốt, trời xanh tự khắc có an bài. So với những con giáp khác, tuổi này là những người can đảm và tháo vát, ăn ở có phúc có phần, nên làm việc gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Họ không nhu cầu giàu sang phú quý, họ chỉ mong được bình yên sống hạnh phúc, nhưng những thứ họ nhận được thì ngoài sức mong đợi. Có thể người tuổi này tuy không được may mắn và những người khác, nhưng họ thường dựa vào bản lĩnh trời ban để tự xây dựng phú quý. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Mậu Tuất nếu không trở thành đại gia, thì cũng là người có của ăn của để. Hơn nữa, tuổi Mậu Tuất còn nổi tiếng vì tiếng hào hiệp rộng rãi và ngay thẳng. Đối với họ, năng lực chính là ngôn ngữ thuyết phục mạnh mẽ nhất. Kể cả người khác có ngờ vực về họ, họ cũng không giải thích, thay vào đó là sẽ dùng những hành động thiết thực để chứng minh năng lực của mình. Từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 này, tuổi Mậu Tuất sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng. Vì họ làm mọi việc bằng trái tim và thái độ tích cực, nên năm nay sẽ gặt hái được nhiều thành công đáng mong đợi. Nếu biết nắm bắt thời cơ, tuổi Mậu Tuất sẽ đổi đời trong năm nay là điều chắc chắn xảy ra. Đặc biệt thái độ khiêm tốn biết người, biết ta của con giáp này, giúp họ sẽ có quý nhân chiếu cố, có khả năng được thăng chức tăng lương, mở ra một cuộc sống mới với nhiều thành công hơn. Con giáp này được cho là sẽ có những bứt phá mạnh mẽ hơn bao giờ hết và gần như mọi dự định của họ sẽ đều được hiện thực hóa. Trong sự nghiệp, tuổi Mậu Tuất sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ. Đó là tình hình tài chính của họ được cho là sẽ rất khả quan. Với sự thông minh nhanh nhẹ của mình, lại được thần tài hỗ trợ, tuổi Mậu Tuất chỉ cần chăm chỉ nỗ lực làm việc là sẽ không có gì cần phải lo lắng. Đối với nam mạng, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, nam Mậu Tuất sẽ đón nhận được nhiều sự tương trợ từ quý nhân, bạn bè mới, hứa hẹn sự nghiệp sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, công việc kinh doanh thu về được nhiều lợi lộc. Nam tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 là người rất tận tụy và hết mình trong công việc. Bên cạnh đó họ cũng là người khá sởi lởi, nên rất dễ kết giao thêm nhiều mối quan hệ mới. Tất cả những điều ấy cộng hưởng giúp người tuổi này rất dễ đạt được thành công. Họ có khả năng sẽ nhận được những khoản lợi nhuận cách xù từ cơ hội làm ăn do các mối quan hệ xung quanh đưa tới. Tháng này nam mạng sinh năm 1958 nên biết cách chắt lọc các mối quan hệ chất lượng, tránh lời mời hùn hạp nào cũng gật đầu tham gia, khiến tài sản bị hao tổn. Đối với nữ mạng, thời điểm này nữ mạng sinh năm 1958, đa phần có vận trình công danh sự nghiệp ổn định. Từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, bản mệnh nên tập trung phát triển các công việc hiện tại. Tuy trong thời điểm này vẫn sẽ có cơ hội được đưa đến tay, nhưng về cơ bản vẫn là tự thân vận động là chính. Đương số làm gì cũng nên tính toán tỉ mỉ. Việc nào có rủi ro cao thì tốt nhất nên lược bỏ. Năm này có ý định hợp tác hùn hạp làm ăn thì nên đọc kỹ hợp đồng, lưu trữ các giấy tờ liên quan một cách kỹ lưỡng. Về phương diện tình duyên gia đạo, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Nhờ có tam hội mà vận trình tình cảm diễn ra thuận lợi hành thông, thời gian này bản mệnh cũng không nên ưu tiên công việc quá. Vì có những việc càng vùi đầu vào đó càng cảm giác bế tắc, thế nên hãy ở bên gia đình nhiều hơn, hãy để cuối tuần là những phút giây đầy tiếng cười,
nhưng đừng quên nghỉ ngơi chuẩn bị cho tuần tiếp theo nhé. Đối với Nam Mạng, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Nam Mạng sinh năm 1958, đã cùng người bạn đời của mình đồng cam cộng khổ qua rất nhiều hành trình. Chính vì thế đương số rất trân quý giây phút tình cảm bên những người thân yêu, vốn là người trung thủy rất biết cách dung hòa và kết nối. Gia đạo trong từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 của mệnh chủ sẽ rất êm ấm, hòa thuận và viên mãn. Đối với nữ mạng, thời điểm này nữ Mậu Tuất hiểu rất rõ tầm quan trọng của gia đình, họ rất biết cách khéo léo dàn xếp các mâu thuẫn kết nối các thành viên. Vì lẽ đó gia đạo của người tuổi Mậu Tuất 1958, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, khá bình yên và êm ấm. Về phương diện sức khỏe tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 5 dương lịch năm 2024 tuổi Mậu Tuất, tháng này do phạm cục diện tương xung thái tuế, nên người tuổi Mậu Tuất không thể nào chủ quan về vấn đề sức khỏe của mình như trước. Nếu cảm thấy mệt và thường xuyên cáu kỉnh, cảm xúc bất thường, thì cũng có thể đi khám bác sĩ tâm lý xem sao nhé. Ngoài ra bản mệnh còn có dấu hiệu thể lực giảm sút mạnh, suy nghĩ lo lắng nhiều khiến bạn hay bị căng thẳng mệt mỏi, mất ăn mất ngủ. Dù các triệu chứng khó chịu đến từ việc áp lực tinh thần, nhưng bạn cũng chớ nên chủ quan kẻo để kéo dài sẽ rất nguy hại. Tháng này bản mệnh đi đường hay làm gì cũng nên chú ý cẩn thận, tự bảo vệ bản thân khi có sự cố xảy ra. Bây giờ là luận giải tử vi chi tiết 10 ngày và cẩm nang vượng vận của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, trong tháng năm dương lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi 10 ngày đầu tháng, từ mùng 1 đến mùng 10 tháng năm dương lịch. Ngay đầu tháng có cát tinh thiên đức chiếu mệnh, điều này làm cho bạn đang rất nóng lòng bắt tay vào công việc và thực hiện hóa những dự định của mình. Thời gian này bạn có những bước tiến chậm mà chắc, cũng không cần nóng vội, vì lợi ích vẫn đang nằm ở phía bạn. Ngoài ra các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và hài hòa cũng là điểm sáng của người tuổi Mậu Tuất trong 10 ngày đầu tiên của tháng mới này. Nhờ khả năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, lợi khẩu mà bạn được cấp trên ưu ái, cho thao gia vào các cuộc đàm phán quan trọng với các đối tác lớn, điều này góp phần xây dựng nền tảng cho kế hoạch tương lai của bạn. Chính vì vậy cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu tăng lên, thu nhập trong 10 ngày đầu tháng của con giáp này đã cực kỳ dồi dào. Với người kinh doanh thì đây cũng là 10 ngày phát tài phát lộc, tiền vào như nước, thích hợp để khai trương cửa hàng, cửa hiệu. Bạn có thể chọn ngày lành tháng tốt để mọi việc được suôn sẻ. Về chuyện tình cảm tốt, cũng vì bạn đang có được người bạn đời hết lòng tin yêu và luôn ủng hộ bạn trong bất cứ điều gì, sự đồng lòng của đối phương tạo ra cho bạn động lực cố gắng rất lớn. Gia đình chính là điểm tựa tinh thần vững chắc cho tuổi Mậu Tuất. Đối với người độc thân, vẫn đang hài lòng với cuộc sống tự do thoải mái hiện tại. Quý nhân phù trợ là tuổi Dần, tuổi Mão. Tiểu nhân nên tránh là tuổi Hợi, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu nâu, màu xanh. Con số phát tài là số 74, số 61 và số 15. Xem tử vi 10 ngày giữa tháng, từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 dương lịch. Đây sẽ là 10 ngày khá khó khăn với người tuổi Mậu Tuất, khi Bạch Hổ hung tinh án ngữ, đường công danh sự nghiệp của con giáp này đứng trước nhiều thử thách. Thời gian này, khó khăn trở ngại đến từ nhiều phía, khiến cho bản mệnh một phen vất vả, hao tổn không ít công sức mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa tinh thần làm việc của tuổi Mậu Tuất trong giai đoạn này cũng khá thấp, làm việc chậm tiến độ, công việc không được như dự kiến. Bạn nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình, không nên ngủ quên trên chiến thắng để không ảnh hưởng đến tập thể. Về tài lộc nhìn chung vẫn khá tốt ở thời điểm này, nhưng kiếm được tiền không hề dễ dàng, Mậu Tuất sẽ phải rất vất vả mới có được tiền trong tay. May mắn là thời điểm này tình duyên như ý, các cặp đôi đã biết thấu hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn, mối quan hệ thêm khăng khít và bền chặt hơn. Ngay cả những cặp đôi rạn nứt cũng nhanh chóng hòa giải và về lại bên nhau, bản mệnh cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với những gì mình có. Quý nhân là tuổi Thân, tuổi Ngọ. Tiểu nhân nên tránh là tuổi Sửu, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu nâu, màu đỏ. Con số phát tài là số 12, số 32 và số 96. Xem tử vi 10 ngày cuối tháng, từ ngày 21 dương lịch cho đến hết tháng. Trong khoảng thời gian này người tuổi Mậu Tuất cần thêm sự chủ động nếu như muốn công việc của mình gặt hái nhiều thành tích hơn.
Trong giai đoạn này, có sao tử vi cắt tinh chiếu mệnh, tạo cơ hội để bạn năng nổ hơn trong lĩnh vực mình đang theo đuổi. Bạn hãy thoải mái đặt ra những câu hỏi hoặc xin ý kiến tư vấn từ những người có kinh nghiệm để học hỏi thêm nhiều điều mới. Thời điểm này, công danh sự nghiệp có thể sẽ tiến chậm, nhưng mà chắc bạn không cần phải quá nóng vội. Hãy cứ tiếp tục chăm chỉ, không nên nghe lời ngon ngọt của người ngoài mà hành xử sốc nổi làm hỏng việc. Bản mệnh nên tự tin vào bản thân mình hơn, nhất là khi bạn đã có nhiều lần tự mình vượt qua khó khăn. Về tình hình tài chính vẫn đang rất ổn định, công việc chính đảm bảo cho Mậu Tuất có nguồn thu đều đặn, không cần quá lo lắng trong vấn đề cân đối chi tiêu trong 10 ngày cuối tháng này. Tuy nhiên, nếu có cơ hội tốt, hãy suy nghĩ đến chuyện đầu tư thu lợi nhuận thay vì hài lòng với những gì mình đang có. Thời gian này, bạn được dự báo sẽ đón tin vui về chuyện tình cảm. Người độc thân có thể tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp, tình cảm dễ dàng phát triển một cách nhanh chóng. Các cặp đôi tình nhân có thể có thêm bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của hai người. Bạn và người ấy cũng có dự định chung và mong muốn sớm về chung một nhà. Quý nhân phù trợ là tuổi Hợi, tuổi Tỵ. Tiểu nhân nên tránh là tuổi Dậu, tuổi Dần. Màu sắc may mắn là màu trắng, màu xám. Con số phát tài là số 56, số 88 và số 14. Và ngay bây giờ, xin mời quý cô bác cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết theo từng tháng sinh may mắn. Người tuổi Mậu Tuất sinh tháng 2 âm lịch. Người tuổi Mậu Tuất sinh tháng 2 âm là tiết kinh trập. Người này gan dạ dũng cảm, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên có đôi khi họ bị phán xét là tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Nếu xét về tính xấu thì tuổi Mậu Tuất sinh tháng này hay bắt nạt, ức hiếp người khác làm vui, thích nịnh bợ mọi chuyện đều muốn tốt cho mình. Song nhìn từ phương diện khác thì đây còn là người hướng ngoại. Một khi đã đạt mục tiêu làm gì thì cố gắng hết sức để đạt được điều mình muốn, sống lạc quan vui vẻ, nhân duyên tốt, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Tuổi Mậu Tuất sinh tháng 2 âm có sự nhạy bén mà không phải ai cũng có được, có trực giác và khả năng phán đoán rất chuẩn là vũ khí tốt để đi đến thành công. Được quý nhân phù trợ, con đường phía trước hanh thông thuận lợi hơn gấp nhiều lần. Người tuổi Mậu Tuất sinh tháng 3 âm lịch. Người tuổi Mậu Tuất sinh tháng 3 âm lịch trùng với tiết Thanh Minh. Đây là người thông minh, có bề ngoài hấp dẫn, đa tài đa nghệ, cuộc sống hạnh phúc, tự do tự tại. Người tuổi này tài giỏi và có khả năng kiếm tiền tốt, song lại khá nóng tính, dễ làm mất lòng người khác. Tổ nghiệp phúc mỏng, mọi chuyện phải dựa vào chính mình, là người thích dùng đầu óc làm việc, được bạn bè anh em giúp đỡ, sự nghiệp cũng nhờ thế mà dễ thành công hơn. Người tuổi Mậu Tuất sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm là tiết mang trùng. Người tuổi Mậu Tuất sinh tháng này được đại cát tinh phù trợ, tiền vận tài lộc vượng, hậu vận an nhàn. Đây là người tính tình thẳng thắn, chăm chỉ làm việc, họ ham học hỏi và hiểu biết rất nhiều, không vì lợi lộc mà làm chuyện xấu. Từ nhỏ gia đình đã có điều kiện nên cuộc sống khá tốt, trung niên sự nghiệp thành đạt, tài lộc dồi dào. Tuổi Mậu Tuất sinh tháng 5 âm lịch, đầu óc linh hoạt, thân thiện hòa đồng, chân thành với mọi người. Song nhìn từ khía cạnh khác thì đây là người giỏi ăn nói. Ví dụ lời nói để nịnh bợ, mua chuộc qua mối quan hệ để có lợi cho mình. Người tuổi Mậu Tuất sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết Hàn Lộ, con giáp này được hoa kế cát tinh trợ mệnh, cuộc đời phú quý, tuy nhiên tài lộc không phải lúc nào cũng dồi dào. Tuổi Mậu Tuất sinh tháng này tính tình cương nghị quyết đoán, tài hoa trí tuệ hơn người, có lý tưởng, có chí hướng rõ ràng, được quý nhân giúp đỡ. Nếu theo nghiệp quan trường thì có thể gây dựng được sự nghiệp to lớn. Tuy nhiên, cũng chính vì tính cách cứng rắn nên dễ phạm phải sai lầm lớn trong công việc. Cả đời họ sống thanh bạch, không khoản tiền tài, tuy địa vị cao nhưng chẳng hề khoe mẻ, cũng chẳng có nhiều tiền bạc trong tay, thích hợp làm công việc nghiên cứu đầu tư. Tuổi Mậu Tuất sinh tháng 9 âm có tư tưởng cởi mở, thích khám phá những điều mới lạ, yêu ghét phân minh nhưng lại không giỏi ăn nói. Họ không quen đè nén cảm xúc, có chuyện gì cũng thể hiện ra, nên dễ đắc tội với người khác. Sinh vào tháng này trong năm, người này dễ sa đà vào chuyện rượu chè, thích uống rượu nhưng vẫn biết điểm dừng, trí nhớ cực kỳ tốt, hiếm khi quên chuyện gì. Nhân sinh cảm ngộ. Lòng tham của con người là sát thủ trói buộc nội tâm thuần khiết, những thứ gây rắc rối và khiến chúng ta cảm thấy khó chịu thường không phải là những yếu tố bên ngoài, mà là bởi cái tôi khởi tâm động niệm. Phật ta có câu, trên thế gian không có gì là vô duyên vô cớ, sao phải tự làm khổ chính mình. Cái tôi của chúng ta tràn đầy tham vọng, yêu danh, yêu lợi, yêu quyền lực,
do đó nó rất dễ khiến chúng ta rơi vào vực thẳm dục vọng tới mức không thể kiềm chế được. Lấy ví dụ, cái tôi muốn đạt giải nhất trong kỳ thi để bản thân có thể gây ấn tượng với mọi người khác, cái tôi của bản thân mong muốn mua chiếc túi hàng hiệu cùng chiếc xe triệu đô để tạo phong cách, cái tôi hay nhìn người khác thấy không vừa mắt, cái tôi mong muốn ở cùng với một người nào đó vì quá nhớ nhung họ, suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến nội tâm bị ràng buộc, vậy thì cuộc sống sinh hoạt sao có thể tự tại được? Hai tay nắm chặt quả cam không buông thì sao có thể hái được quả cam khác to hơn, ngọt hơn trong vườn cam? Chỉ có tròn vuông thì mới có thể tập trung quan sát sự vật hiện tượng, mới có thể thấy những cảnh đẹp khác. Người xưa nói, buông xuống, có buông mới có đắc được. Đây quả là lời chí lý, chỉ có buông được xuống thì tâm mới có thể có chỗ cho hạnh phúc nạp vào. Học được cần buông tay thì buông tay, để bản thân trở về lúc ban đầu, hồn nhiên đơn thuần chất phát lúc nào cũng suy nghĩ tích cực. Vậy thì cuộc sống sẽ tràn ngập ánh nắng mặt trời. Khi nội tâm tĩnh lặng bình yên cũng là lúc bạn cảm nhận được sự hạnh phúc thật sự. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch cho người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.